Em Thảo Hoa Lan, mến chào tất cả các cô, chú, anh chị và các bạn yêu Hoa Lan trên mọi miền Tổ quốc. Ngày mới, em Thảo xin kính chúc tất cả các anh chị có một buổi sáng thật là tốt lành, một ngày mới làm việc hiệu quả, may mắn và thành công. Ngày hôm nay thì em xin mời cả nhà mình cùng đón xem video một chậu cây phi điệp rất là đẹp của vùng Lạng Sơn quê em đấy ạ. Em sẽ quay thật là kỹ để cho tất cả các anh chị có thể là cùng ngắm một cái vẻ đẹp rất là xinh vào buổi sáng nhá vì là buổi sáng em quay nên là nó chưa được sáng lắm đây các bác nhìn đấy ạ đó cây nói chung là rất là xinh xắn dễ thương đây các bác nhìn đấy ạ về cái thân lá thì nó có cái đường gân gân có giống như là đường chỉ lên rất là đẹp này đó đây em quay cho các bác xem cận cảnh luôn đấy ạ đó về cái cây này thì nhà em thảo trăm đấy ạ là có chín ngọn rất là đẹp đây ngọn nào nó cũng đẹp cũng đua nhau để à, phát triển này các bác em xoay một vòng cho các bác xem đây một cái chậu phi điệp rất là đẹp đúng không ạ? Phát triển rất là tươi tốt về giá thể thì nhà em thảo trồng bằng vỏ thông. Đó và bón phân tan chậm 20 10 10, sử dụng phân dê Đó, phân Polion. Đó, đây các bác có nhìn thấy này. Đây, đây. Nói chung là cái cây này ở Lạng Sơn em ấy thì là một trong những cái cây phi điệp để chơi thân lá thì rất là đẹp luôn Và hiện tại thì lát nữa em sẽ lấy thước về để em xem đo nó sẽ được bao nhiêu sen rồi các bác nhá Đó và cái cây này cũng đã nở hoa rồi, hoa cũng rất là đẹp, rất là bay Đó đây, ở kênh bên này là cũng là một cái cây phi điệp của vùng Lạng Sơn Đây, em vừa mới lấy thước đây các bác Đã cao được 70cm rồi đấy ạ Đó, rất là đẹp và mê ly luôn Đây, cho các bác xem này Đó Nói chung là một cái vẻ đẹp rất là xinh xắn mời các bác cùng ngắm ạ. Tiếp theo thì em sẽ quay đến phần giá thể. Về giá thể thì từ cây hoa lan kiếm hoặc là cây hoa lan phi điệp hoặc những dòng hoa lan khác thì nhà em Thảo đều ưu tiên đó là sử dụng về vỏ thông để nó giúp thông thoáng bộ rễ và vì ở trên lạng sơn em đến mùa đông rất là lạnh nó có lúc đến xuống đến nó dưới 5 độ cơ nên là khi mà sử dụng những cái giá thể như là bột dừa hoặc là sơ dừa nó giữ ẩm được lâu ấy thì nó dễ làm cho cây của chúng ta bị bỏng lạnh đó, đây các bác hãy nhìn thấy em quay xa xa cho các bác một cái chậu Nói chung là em phải đứng lên trên cái ghế để em quay cho các bác ạ đó, về cái lá này các bác nhìn này, cây này khỏe từ gốc lên đến ngọn luôn đấy ạ. Đó, em xin cảm ơn cả nhà mình đã đón xem video của em ạ. Em xin hẹn gặp lại các bác ở video lần sau.